kiện cục nghệ thuật biểu diễn, bất chấp ra nước ngoài thi hoa hậu, Leo Ngân Anh muốn chứng minh điều gì? Lần đầu tiên trong lịch sử showbiz Việt, người ta được chứng kiến một ca khó như Leo Ngân Anh. Khoan nói về hành trình đăng quang đầy gạch đá, chê bai và phản cảm từ đám đông, chuyện cô nàng nhất định cố đấm ăn xôi, đòi đi thi nhan sắc chui, kiện cả cơ quan quản lý văn hóa, cục nghệ thuật biểu diễn cũng đủ khiến nhiều người phải bàng hoàng. Rốt cuộc thì nàng hoa hậu thị phi kia toan tính những gì sau tất cả? Câu hỏi đó đang khiến nhiều cái đầu nhạy bén của giới giải trí cũng phải bó tay. Bởi xuyên suốt câu chuyện hài hước và ngớ ngẩn này, rất khó để tìm ra một điều tích cực dành cho nàng hoa hậu. Nói cô không được gì là hoàn toàn không đúng. Ít nhất cô cũng gây chú ý đến dư luận, truyền thông, thậm chí là với mật độ dày đặc hơn nhiều nàng hậu khác. Có điều thông tin về cô đều là những thông tin tiêu cực. Từ chuyện kiện cáo cơ quan quản lý cho đến việc kiên quyết thi chui, từ nhan sắc tầm tầm cho đến những tuyên bố hài hước. Gần như mọi bài viết liên quan đến cái tên Leo Ngân Anh đều nhận lại phản hồi tiêu cực từ khán giả. Rõ ràng quá khó để cô ghi điểm trong mắt đám đông với những gì mình từng làm. Lần lên ngôi thiếu thuyết phục, nhan sắc quá đổi bình thường chỉ là một phần lý do khiến đám đông không mấy thiện cảm cùng cô. Cách ứng xử dại dột, khiên cưỡng và cả chút ảo tưởng trong suy nghĩ mới là điều khiến người ta ngao ngán nhất về Ngân Anh. Còn nhớ lời tuyên bố hùng hồn, đi thi để hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu, từng khiến nhiều người ngơ ngác và phì cười. Vì rốt cuộc ai đã trao trọng trách đó cho cô? Khi mà khán giả cũng không có nhu cầu gửi gắm điều gì ở cô, cơ quan quản lý kiên quyết cấm cô đi thi, làng nhan sắc Việt cũng đã có thừa thành công, thì lý do Ngân Anh đưa ra chỉ giống một câu chuyện hài kịch cỡm. Khoan nói đến chuyện tầm vóc cuộc thi đó ra sao, hay nhan sắc của Ngân Anh ở vị trí nào? Chỉ riêng hành động bất chấp luật pháp, quy định và thiếu tôn trọng quyết định từ phía cơ quan quản lý, văn hóa cũng đủ nói lên tất cả. Cô đang cố gắng đạt được điều mình muốn bằng mọi giá, chứ nào có ai bắt buộc hay kỳ vọng điều gì to tát ở cô. Tệ hại hơn, sự lì lợm và bất chấp của Ngân Anh đang khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Cô không hiểu được rằng mình không phải là hờ hen nhê, cô không có sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận và người hâm mộ. Trong mắt đám đông, những gì Ngân Anh làm chẳng hề cá tính hay mạnh mẽ như cô tưởng tượng, mà nghiêng nhiều hơn về những dại dột và ham hố. Những hành động của Ngân Anh chỉ phục vụ duy nhất cho ham muốn của cô, chứ không hề mang ý nghĩa to tát sâu xa nào cả. Cô cũng không thể đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi với cả mớ hỗn độn phía sau lưng. Khán giả cũng không có nhu cầu cổ vũ hay tiếp sức cho Ngân Anh, bởi hình như họ cũng không hề lựa chọn cô. Nếu chịu khó theo dõi phản ứng của đám đông một cách kỹ càng, Ngân Anh hẳn sẽ hiểu được cô đang ở đâu trong tâm trí họ. Có điều quyết định cuối cùng cũng đã được Leo Ngân Anh đưa ra, cô vẫn sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, bất chấp tất cả từ phản ứng của đám đông cho tới văn bản của cơ quan quản lý. Và cái kết chắc chắn cô sẽ nhận được là tờ giấy vi phạm, vì phạt tội thi chui, kèm theo đó là rất nhiều những phiền toái, rắc rối cùng cơ quan quản lý văn hóa nước nhà. Hình như trong cơn hưng phấn thì nhan sắc, Ngân Anh đã quên bẩn mắt rằng mình đang là hoa hậu hay đi nữa cũng phải là một công dân, và không một công dân nào có thể đứng cao hơn luật pháp. Hoa hậu Leo Ngân Anh sẽ thế nào sau khi thi chui trở về? Mới vài ngày đầu năm 2019, nhưng cái tên Leo Ngân Anh được nhắc tới với tần suất dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Không chỉ bởi việc Cục Nghệ thuật biểu diễn từ chối cấp phép dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2018, mà Ngân Anh còn ủy quyền luật sư làm hồ sơ khởi kiện cục. Còn người đẹp thì thản nhiên lên đường tham dự cuộc thi khi mọi chuyện chưa ngã ngũ. Ngày đầu chào sân, đại diện Việt Nam đã có màn thể hiện không thể xấu hơn được nữa. Mở đầu phần trình diễn, Ngân Anh bước ra sân khấu, đứng trước micro đọc bằng tiếng Anh. Leo Ngân Anh, 23 Việt Nam, khiến khán giả phì cười vì cách phát âm. Đến màn catwalk có phần quá uốn éo, khoe vòng mông nên dáng đi kém duyên dáng. Thêm vào đó là biểu cảm chớp chớp, liếc liếc mắt như thị màu, khiến khán giả càng thêm thất vọng. Với phần thể hiện như thế thì không biết Ngân Anh sẽ làm nên chuyện gì tại cuộc thi này. Trước Ngân Anh, nhiều người đẹp đã liều đi thi chui, nhưng hầu như đều có phần xứng danh người đẹp. Tuy nhiên dù vô tình hay cố ý, kết quả cuộc thi ra sao thì khi trở về, các người đẹp này đều nhận án phạt từ cơ quan quản lý. Cái tên đầu tiên phải nhắc đến là Nguyễn Thị Thành, Á hậu 3, Miss Eco International, Hoa hậu sinh thái quốc tế 2017. Cựu học trò của Phạm Hương tham gia cuộc thi với tư cách đại diện Việt Nam, nhưng là đại diện chui. Dù đạt được thành tích đáng nể trở về, nhưng Á hậu vẫn phải giải trình trước Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và bị phạt 22,5 triệu đồng. Cái tên từng gây bão mạng xã hội, người đẹp không có lông mày, Mai Ngô cũng từng bị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sờ gáy vì tội đi thi Asian Next Top Model mà chưa xin giấy phép. Sau 3 lần bị nhận thư mời nhưng không lên sở giải trình, Mai Ngô bị cấm diễn ở tất cả các chương trình tổ chức tại Việt Nam một thời gian.
Sau đó cô đã phải liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết và giải thích lý do cô không hề biết về những thủ tục này. Năm 2016, Huỳnh Tiên đăng quang Hoa hậu châu Á tại Australia, nhưng ngay lập tức bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi văn bản mời lên làm việc. Chân dài 9X cho biết, vì được mời đi thi một cách bất ngờ nên cô không kịp xin phép. Trước đó, người đẹp như Diệu Linh, thi Hoa hậu du lịch quốc tế 2014 tại Malaysia, bị phạt 22,5 triệu đồng. Lâm Thùy Anh, giành Á hậu cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp hoàn cầu tại Hàn Quốc, bị phạt hành chính 22,5 triệu đồng. Cao Thùy Linh, thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2014, bị phạt hơn 20 triệu đồng. Người đẹp thị phi Quế Vân cũng từng nộp phạt 15 triệu đồng vì thi chui Hoa hậu Người Việt Thế giới 2013 tổ chức tại Mỹ. Quế Vân cũng từng nộp phạt 15 triệu đồng vì thi chui Hoa hậu Người Việt Thế giới 2013. Hầu hết các người đẹp trên đều biết luật nhưng cố tình vi phạm và sau đó thành tâm nhận lỗi một cách ngây ngô rằng không đủ thời gian xin phép, không nắm rõ quy trình, hồ sơ gửi sai địa chỉ và vẫn bị cơ quan quản lý xử phạt, thậm chí là cấm hoạt động một thời gian dài. Vậy với việc Ngân Anh bất chấp lệnh cấm, công khai đối đầu với Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì khi trở về Việt Nam, hình thức xử phạt sẽ thế nào? Đấy là chưa kể đến việc Ngân Anh hoàn toàn không được lòng công chúng trong nước. Như thế nếu có đạt ngôi vị thì còn gì là danh giá? Bộ Văn hóa tuyên bố sẽ tước vương miện của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khiến ai cũng sốc. Vào ngày 9 tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình họp báo thường kỳ quý 4 năm 2018 và bình chọn 10 sự kiện văn hóa thể thao du lịch năm 2018. Tại buổi họp, nhiều vấn đề nóng của ngành thời gian qua đã được đặt ra. Tuy nhiên, dường như những lý giải đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vẫn chưa tìm ra được lời kết. Liên quan đến vụ việc Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì không cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình cho biết, hôm nay, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã mời đơn vị xin phép cử Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoa hậu Thế giới đến làm việc. Trước đó, công ty này cũng đã nhiều lần xin lùi thời gian gặp Cục Nghệ thuật Biểu diễn để nói rõ các lý do tại sao Ngân Anh bị từ chối cấp phép. Thông tin cụ thể, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ sớm thông tin đến các cơ quan báo chí. Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh nếu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 tiếp tục không thực hiện việc này. Cũng theo ông Bình, trong nhiều thời gian qua, Thanh tra Bộ cũng đã làm việc với đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 là công ty trách nhiệm hữu hạn Võ Việt Chung. Bản thân đơn vị này đã thừa nhận và ký vào quyết định xử phạt. Về phía Ngân Anh cũng thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Cũng xung quanh vấn đề này, thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn tại buổi làm việc với luật sư ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoa hậu Thế giới vào chiều ngày 9 tháng 1 cho biết, trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Võ Việt Chung thu hồi giải thưởng, hủy danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 của Lê Âu Ngân Anh. Nếu đơn vị này không tiến hành, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ ra văn bản xử phạt và có biện pháp buộc phải tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh. Trước đó, vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã nộp hồ sơ xin Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật Biểu diễn từng có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương thu hồi lại kết quả cuộc thi. Cụ thể, đề nghị thu hồi vương miện Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, phạt ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ dự thi. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức không thực hiện. Lê Âu Ngân Anh thông tin tới báo chí rằng cô sẽ kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, bởi theo cô, Cục đã làm sai luật khi không cấp phép cho mình. Để đảm bảo các quyền hợp pháp của mình, Lê Âu Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức từ chối Lê Âu Ngân Anh tham dự Hoa hậu Liên lục địa. Sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đã nhận không ít ý kiến trái chiều về chiếc vương miện. Mặc dù trên danh nghĩa, Lê Âu Ngân Anh không còn là người đẹp có danh hiệu hợp pháp, nhưng mới đây, Hoa hậu đã viết đơn đề nghị được tham dự Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines. Phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng đã đề nghị phía công ty tổ chức Hoa hậu Đại dương tước bỏ danh hiệu của Lê Âu Ngân Anh vì vi phạm phẫu thuật thẩm mỹ do Cục đề ra, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi rõ ràng. Chính vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn không có cơ sở để xem xét hồ sơ của Hoa hậu Đại dương và cấp phép cho cô tham dự các cuộc thi quốc tế. Trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cho rằng hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh thiếu nhiều giấy tờ và trả lại cho phía Hoa hậu.
Sau một thời gian rà soát lại các quyết định, vậy là Lê Âu Ngân Anh chưa đủ điều kiện để tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác. Còn riêng về phía Hoa hậu, cô bày tỏ nguyện vọng muốn tham dự Hoa hậu Liên lục địa và chuẩn bị khá kỹ càng, nhưng kết quả lại không được như cô mong đợi.